Kênh tin thời tiết kính chào quý vị và các bạn. Tin thời tiết mới nhất, miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa và thời tiết 10 ngày tới. Theo dự báo, trong tháng 9 tại Bắc Bộ có thể xuất hiện 3 đợt mưa dông và vào khoảng cuối tháng sẽ có ảnh hưởng của không khí lạnh. Hiện nay ngày 8 tháng 9, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m, hoạt động yếu dần. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phân tích trên, nên trong ngày và đêm nay 8 tháng 9, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 15-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay 8 tháng 9 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nửa cuối tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên. Trong tháng, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 3 đợt mưa dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gia tăng hoạt động trong nửa cuối tháng 9 sẽ gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ. Lúc này, người dân có thể cảm nhận rõ rệt tiết trời se lạnh của mùa thu. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai ghi nhận mức nhiệt thấp nhất tại Sapa là 12,9 độ C, dù khu vực chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ này thấp chưa từng có trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ kể từ năm 1957 đến nay. Chuyên gia khí tượng nhận định nhiệt độ ở Sapa giảm sâu ngay từ đầu thu có thể là dấu hiệu cho thấy mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn nhiều so với mọi năm. Phân tích và dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm 8 tháng 9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến sáng hôm sau. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, đêm 8 tháng 9, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 13 và ngày 14 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, đêm 8 tháng 9, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thank you.
hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.